Bí kíp bán gì cũng thành công. Cái bí kíp đầu tiên đó là luôn sống với lòng biết ơn người đã gieo duyên cho chúng ta, biết ơn khách hàng mới, biết ơn khách hàng cũ. Và bí kíp thứ hai, để bán được tất cả các sản phẩm, để đạt được cái điều mình mong muốn thì mình phải có mục tiêu cụ thể rõ ràng từ bên trong tâm trí. Đó là chúng ta cần phải thiết kế cho mình cái mục tiêu 30 ngày. Và các anh chị mình sẽ được đặt mục tiêu vào buổi tối ngày 31 tháng 1 này nhé. Anh chị hãy tham gia vào nhóm để được thiết lập mục tiêu cho cái năm mới, cho cái tháng mới này. Và bí kíp thứ ba là thay đổi ngôn từ. Thì mình sử dụng ngôn từ tích cực một chiều. Ví dụ là mình nói là tôi không muốn nghèo, thì tiềm thức của mình không có hiểu cái từ không, mà hiểu cái từ khóa. Khi bạn nói tôi không muốn nghèo thì tiềm thức của bạn sẽ nắm được từ khóa là nghèo và sẽ thu hút đến cho bạn nghèo. Tiềm thức giống như Google. Ví dụ như các bạn lên Google gõ từ khóa là tôi không muốn ăn cơm sườn thì sẽ hiện ra rất là nhiều cái món cơm sườn để cho các bạn chọn, đúng không ạ? Vậy mình hãy thay đổi lại cái ngôn từ, đó là ví dụ như là tôi không muốn nghèo thì hãy nói là tôi muốn giàu, được không ạ? Rồi, bước 4 thì ra quyết định và đặt hàng vũ trụ mỗi buổi tối. Chúng ta muốn đạt được cái mục tiêu 30 ngày thì mình cần phải đạt được mục tiêu ngày, nên là có cái quy trình đặt hàng vũ trụ cho ngày hôm sau. Và cái chương trình đặt hàng vũ trụ vào mỗi buổi tối từ 22:15 thì các anh chị mình vào Zoom học cái tư duy xong thì chúng ta tiếp tục được các doanh nhân hướng dẫn cái cách đặt hàng vũ trụ để thành công ngày hôm sau nhé. Và bước thứ 5 là các anh chị mình hãy cần viết ra 3 đến 5 cái việc quan trọng cho ngày hôm sau. Nếu như các anh chị nào mà chưa có cái nhóm học tập, cái nhóm để mà mình rèn luyện á, thì hãy tham gia cùng với Lý nhé. Ở trên cái mỗi trang á, thì có cái đường link á, cả nhà. Mình vào đó mình rơi vào cái nhóm hoặc là nhắn tin cho Lý để Lý mời các anh chị mình vào nhóm cùng thực hành, cùng rèn luyện anh chị nhé. Rồi, thank you, I love you.